chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu một đêm giao lưu thân thể đặc biệt với chủ đề là trở về 16. Thưa quý vị, để giải thích về cái chủ đề thưa quý vị, để giải thích về cái chủ đề này thì có lẽ tôi không phải là người có đủ thẩm quyền, nhưng tôi tin rằng người nghệ sĩ là tôi muốn giới thiệu ra sân khấu ngay bây giờ, chị mới là người trở về. Và bao nhiêu lâu nay mỗi lần trở về là có một đêm để chị được ngồi cùng với bà Hiếu được chia sẻ những điều tâm sự trong suốt một năm. Và bây giờ xin quý vị hãy cùng chúng tôi chào mừng nghệ sĩ Quỳnh Nga. Trở về đối với Quỳnh Nga mang những ý nghĩa như thế này. Vâng, xin cảm ơn quý vị chiến thắng. Và thưa với tất cả các quý vị, với Quỳnh Nga, quê hương, gia đình lúc nào cũng ở trong trái tim. Và đặc biệt là Quỳnh Nga là người trân trọng tình bạn. Cảm ơn tất cả gia đình, cảm ơn những nhạc sĩ, cảm ơn các nhà báo, phóng viên, cảm ơn tất cả các thầy, các cô, cảm ơn tất cả những người bạn đã có mặt trong ngày hôm nay để cho Quỳnh Nga có một ngày trở về như hôm nay. Với chương trình để bắt đầu đêm nhạc trở về thì chúng tôi xin được mời ra sân khấu một nữ ca sĩ. Chị không chỉ là đồng hương của Quỳnh Nga, là hàng xóm của ngày thơ bé, mà còn chung chia với nhau rất nhiều những kỷ niệm của tuổi thanh xuân. Và đêm nay, người nghệ sĩ ấy sẽ hát tâm sự của một người trở về như Quỳnh Nga trong một giấc mơ được nhạc sĩ Vũ Quang đặt tên là Mơ về nơi xa lắm. Xin quý vị cùng chúng tôi chào mừng với ca sĩ Tuyết Tuyết.
trọng gửi đến các chị các bạn một bài hát của quốc tịch thương của nhạc sĩ Thái nhé, bài hát có tên gọi Hãy đến với em. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thưa quý vị chắc là quý vị cũng biết rằng là chị Quỳnh Nga xuất thân là một ca sĩ, nhưng đời sống thì nó đưa con người ta đến rất nhiều những ngã rẽ khác nhau, và một trong những ngã rẽ có lẽ là đến bây giờ vẫn còn gây nên những cái tôi không biết là nó tạo cho chị áp lực hay là cơ hội khi chị định cư ở nước ngoài, nhưng tôi biết rằng âm nhạc thì không rời bỏ chị. Vâng, thưa anh đúng như thế, và cũng thưa với tất cả các quý vị là âm nhạc đã ngấm vào máu Quỳnh Nga từ nhỏ, bởi vì là cũng khoe với tất cả mọi người bố của Quỳnh Nga một họa sĩ, bố chỉ là họa sĩ truyền thần thôi, nhưng mà bố vẽ và bố làm theo là chính bố đã truyền lửa cho tôi. Thưa chị, qua bên Đức chị không đi hát nữa thì những cái hoạt động âm nhạc của chị là gì? Quỳnh Nga xin nói với anh như thế này, nếu bỏ không đi hát nữa là bởi vì là chiến thắng hỏi một cái câu để cho Quỳnh Nga trả lời thôi. Thưa mấy quý vị là Quỳnh Nga sang bên Đức thì bây giờ vẫn là ca sĩ. Vâng. Chị vẫn đi hát trong cộng đồng. Dạ. Và chị vẫn cứ liên lạc cùng với tất cả anh chị em ca sĩ trong nước. Vâng, nếu và mà để mời mời các bạn của mình qua bên kia để phục vụ cho bạn. Vâng, thưa các quý vị, nhân cái cuộc trò chuyện thế này thì Quỳnh Nga cũng xin khoe là bởi vì âm nhạc đã ngấm vào máu, cho nên là tất cả các anh các chị em nghệ sĩ từ Việt Nam sang thì người nào Quỳnh Nga cũng coi như đấy là người thân yêu của mình và đón tiếp, và không cần phải về Việt Nam có thể gặp nhau hay là không, bởi vì là thưa quý vị là đấy, chúng ta nhìn đây chỉ là một phần của những cái sự thân yêu của Quỳnh Nga đã hiện diện ở đây, mà lại còn những mối quan hệ khác với những anh em nghệ sĩ khác thì không thể được. Cho nên là Quỳnh Nga chỉ nói rằng nghệ sĩ gặp nghệ sĩ là tan ra. Quỳnh Nga sẵn sàng đón tiếp tất cả các nghệ sĩ từ Việt Nam sang Cộng hòa Liên bang Đức. Và thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin được tiếp nối chương trình này với sự hiện diện và tiếng hát của một người nghệ sĩ chiến sĩ, và chị cũng là bạn thân với đã từng chia sẻ rất nhiều những kỷ niệm đối với Quỳnh Nga. Ngày hôm nay chị sẽ làm tròn đầy cái bức tranh trở về của Quỳnh Nga trong một ca khúc mà nhạc sĩ Phó Đức Phương viết với chất điệu dân gian, với chất điệu âm nhạc của Sầm. Xin quý vị nghe nghệ sĩ Vũ Hà Vi hát trở về, xin lỗi, hát về quê. Để cho Quỳnh Nga khoe một chút là từ những cái năm trước năm 80, Quỳnh Nga đã được chị Hà Vi dìu dắt, và để nói vui một chút là chị đã bầu show rất là nhiều và đã yêu ái cho Quỳnh Nga đi hát khắp đất nước. Xin cảm ơn chị rất nhiều. Và bây giờ xin được xin mời quý vị nghe nghệ sĩ Vũ Hà Vi hát về quê của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Hà Vi xin được kính chào tất cả các chị, các bạn. Và trước khi vào bài hát của mình thì xin được kính chúc các anh chị dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xin vô cùng cảm tạ sự cảm yêu quý của quý vị đã dành cho Hà Vi. Và sau đây thì xin gửi lại quý vị một bài hát nữa, một bài hát sáng tác của cố nhạc sĩ Anh Huyên, bài Nam Bộ Bến Quê. Xin mời quý vị. Chiều chiều đều tìm bắt đi, đang trâu trâu.
chị Bình Nga. Năm trước, hai năm trước thì chị em mình có gặp nhau ở đây. Và em có nghe rằng là chị có sáng tác bên cạnh cái việc đi hát hay là tổ chức biểu diễn, thì chị cũng là người viết ca khúc. Cái việc viết ca khúc của chị như thế nào? Nó là một công việc hay là một cái sáng tác ngẫu hứng? Có thể nói được là ngẫu hứng thì đúng hơn. Vì sau thời gian thưa với tất cả các quý vị ở đây, là những người con xa xứ như Quỳnh Nga thì sang bên Đức thì không phải ai cũng làm được việc của mình. Đây là có cả những người bạn của Quỳnh Nga ở bên Đức tới đây thì biết. Tức là sang thì rất là vất vả, phải làm rất là nhiều nghề. Thế mà với Quỳnh Nga thì bởi vì là người nghệ sĩ, cho nên là rất là hay sáng tác những lúc đi làm vất vả của mình. Thì cứ lơ mơ và hát. Và cũng xin nói là khi mà mình đã có cái cảm xúc như thế thì nhân của cái lớp học của nhạc sĩ Hữu Cường tổ chức tại châu Âu thì Quỳnh Nga có tham gia và sáng tác được hai tác phẩm. Bây giờ thì xin mời chị sẽ hát bài của mình được không? Rất cảm ơn và xin quý vị một tràng pháo tay để Quỳnh Nga thể hiện về thực sự là hôm nay các thầy và em hơi hồi hộp. Dạ, một bài hát mà Quỳnh Nga muốn gửi tặng tới các anh, các chị và các bạn là bài hát sáng tác về chính cuộc đời của mình. Và khi nói về cái bài này thì cho Quỳnh Nga nói một chút là giới thiệu về mình và sáng tác về mình. Thì Quỳnh Nga là một cái người phụ nữ tự nói mình là một người đàn bà cứ chơi vơi, cứ đi tìm một nửa. Và thực sự ra mà nói là đi sang bên Cộng hòa Liên bang Đức là không phải là để đi làm kinh tế, mà Quỳnh Nga đi tìm một nửa. Và tìm mãi, sau những cái tìm như thế thì không đạt được và cảm thấy rất là buồn. Thì thưa quý vị là cũng đã có những lúc, có một cái đêm 30 Tết thì Quỳnh Nga nói rằng tại Cộng hòa Liên bang Đức, Quỳnh Nga có một cô con gái, năm nay cháu 32 tuổi rồi và đã làm rất ổn định tại Cộng hòa Liên bang Đức. Cháu làm cho hãng của Đức rất là tốt. Và khi mà cách đây phải mười mấy năm, Quỳnh Nga không nhớ nữa, thì con gái có người yêu phải đi chơi. Xong cái đêm 30, mẹ lái xe một mình. Và cái công việc thì thực ra lúc thì ổn định, lúc thì không, buồn lắm. Thật tự nhiên là hát. Đi và hát là anh đến như làn gió, đôi mắt cười lặng im, tim em như ngừng thở, hãy cho em niềm tin. Hãy đến, đến đi anh ơi, hãy nói đi anh ơi, hãy yêu em, hãy yêu em. Cánh chim em mỏi cánh rồi. Đấy là cái lúc đi trên ô tô và hát của mình. Thì thưa các quý vị, cách đây 4 năm, nhạc sĩ Nguyễn Cường, người thầy của Quỳnh Nga, đã có mặt tại châu Âu và mở một lớp sáng tác. Thì cũng cho Quỳnh Nga kể một chút là khi mà thầy bảo sáng tác mà đến với họ thì học có một ngày mà sáng tác được thì Quỳnh Nga chẳng tin. Quỳnh Nga bảo là xác định là không đi học. Thì 10 giờ đêm thầy đến Berlin, thầy đang ở nhà một người bạn của Quỳnh Nga, thầy gọi điện đến. Thì mình thì trả lời là thầy ơi em không học đâu, vì em sợ lắm. Thì thầy bảo này này, tao nói cho mày biết, xin lỗi cả nhà, là thầy đi cả Quỳnh Nga là Quỳnh Nga là một đệ tử có thể nói là số 1 của thầy. Thì hai thầy trò nói chuyện với nhau thì hay mày tao á, xin phép thầy cho em cứ kể rất là thật ạ. Và thầy bảo là mày phải đến, mày phải học và mày sẽ thành công. Bởi vì sao? Tao biết tâm hồn của mày là một người đàn bà hát, mày phải học. Mà bởi vì đây là cơ hội ngàn năm cho mày, chỉ có một lần thôi, tao không thể dạy mày một lần thứ hai được, cho nên là phải đến học. Và thưa quý vị, thì bởi vì ngày hôm sau là Quỳnh Nga đã có kế hoạch rồi thì gác việc lại phải đến. Và sau 20 phút thầy trò nói chuyện với nhau, thầy bảo bây giờ mày muốn cái gì, mày muốn như thế nào, bắt đầu kể cuộc đời của em thế này, em xem Đức ra làm sao, em làm cái gì, nghề gì, em sống như thế nào, như thế này. Thì thầy bảo đấy chính là bài hát của mày, chính là lời của bài hát rồi, bây giờ chỉ có mày hát thôi, rồi mày hát cái gì lên. Và thầy có một cái đàn piano ở đấy. Và thưa mọi quý vị, thầy bảo mày thích hát cái gì thì em cứ thế hát thôi. Và bây giờ xin hát tặng tất cả
Các anh các chị, bài hát nói về cuộc đời gọi là quá khứ của Quỳnh Nga bây giờ không như thế nữa. Bài hát Chơi Vơi. Cho nên là Nga là một người có một đời sống và đi lớp học tôi còn nhiều người nữa
họ có đời sống, họ có nỗi khát vọng, họ có một cái mong muốn cả cuộc đời họ khi dồn vào nghề, dồn vào nghề là nó sâu sắc và nó riêng lắm. Các bạn có thể nghe từ từng câu nộp của các bài hát của Nga đều rất là riêng, không ai có bài hát đó, bài hát chỉ có trên thế giới thì chỉ có một bài hát, và điều ấy nó là rất quý, rất quý. Bởi vì nghệ thuật bản chất là lạ và là độc, lạ và độc, chỉ có một cái. Bài này là một cái bài tôi nghĩ rằng nó là bài độc, vì chỉ có một người này thôi, cũng khao khát với cái nỗi đau khổ như thế, với cái tìm tưởng là đến là thấy rồi, rồi lại chỉ là hư thẳng, là hư vô, tất cả các hồn nhớ của bài này. Và hôm nay được nghe lại và nghe lại trang sẻ tình cảm của mình, tất cả mọi người trong một cửa hôm nay. Chúc mừng Nga, chúc mọi người đã nghe lại bài hát vui vẻ này. Cảm ơn. Hôm nay đứng ở một cái công viên rất là đẹp, thì Quỳnh Nga cũng cảm ơn nhà hàng ở đây là đã tạo cho Quỳnh Nga cái công viên như thế này, và cũng để mà được ngồi trước tất cả anh các chị như thế này thì cho phép Quỳnh Nga khoe tiếp một tác phẩm thứ hai của mình. Và sau lớp sáng tác của thầy, khi thầy đã về rồi thì trên cái Quỳnh Nga kể là chia tay thầy là chia tay hôm đấy là cả chị Thế Anh và vợ thầy sang Praha, thì cũng là sang để báo cáo sáng tác đấy. Thì trên cái chuyến tàu đi về thì Quỳnh Nga sáng tác tiếp được bài thứ hai của mình và khoe ngay với thầy, tức là trên chuyến tàu thấy tự nhiên cứ hát lên, và bởi vì là thấy là cuộc đời của mình giờ nó thay đổi hoàn toàn rồi, không còn là chơi vơi, giờ nó là quá khứ rồi, thì mới báo cáo với thầy là sáng tác thêm một cái bài hát lấy tên là Cưới Tự Do. Thế thì sau đó thì Quỳnh Nga về phép đến nhà thầy, và thưa quý vị là thực sự là bởi vì là đệ tử mà về mà không đến thăm thầy thì không được, lao về đến nhà thầy để khoe tác phẩm mới là thầy ơi em sáng tác một bài hát là Cưới Tự Do. Thế khi em hát xong thì xin phép cả nhà thầy bảo phải vứt sừ nó đi, chữ tự do sau mình tên là Cưới, và bây giờ xin hát tặng mọi người bài hát Cưới của Quỳnh Nga. Chỉ mình em thôi.
không ngày mai chúng ta hôm nay anh hỡi. Thì chúng tôi muốn mời ra sân khấu một nữ ca sĩ trẻ. Cô ấy vừa đạt giải trong dòng nhạc dân gian tại cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ trong âm nhạc. Xin mời quý vị nghe lời ru của nhạc sĩ Quang Vinh với tiếng hát của nữ ca sĩ Mai Thị. Vâng, lời đầu tiên cho các bài thi xin gửi tới toàn thể quý vị một lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Vâng, sau đây sẽ là một ca khúc sáng tác của nhạc sĩ Quang Vinh có tên là Lời Ru. Xin mời quý vị cùng. Bóng bay
để tiếp nối chương trình, các bạn xin gửi tới tập thể quý vị một ca khúc một sáng tác của nhạc sĩ Lê Minh Sơn có tựa đề Cặp Ba Lá. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Cộng đồng của mình và mỗi cộng đồng thì đều có cần những tác nhân
để có thể kết nối mọi người. Thì chị có cái cách gì để mà kết nối tất cả những người Việt có cùng cảnh ngộ, có cùng quê hương và có cùng một niềm thương nhớ đối với quê nhà? Vâng, cảm ơn câu hỏi của anh. Và thưa các quý vị, cho Quỳnh Nga trình bày một chút về cái công việc của mình. Chính câu hỏi của anh là Quỳnh Nga cũng rất muốn trình bày ở đây là thực sự ra lại một lần nữa Quỳnh Nga muốn nói rằng bà con xa xứ của chúng tôi sống tại Cộng hòa Bắc Đức cũng như là khắp nơi trên thế giới đã xa quê hương thì lúc nào cũng đau đáu, lúc nào cũng nhớ về quê hương và lúc nào cũng phải gọi là phải làm rất là nhiều nghề mà không kể là cái công việc của mình. Chính vì thế mà Quỳnh Nga đây thì cũng là sau một thời gian rất là dài cũng phải hội nhập, phải làm rất là nhiều nghề. Quỳnh Nga cũng không muốn kể nhiều ở đây để tức là sẽ là xin mời các quý vị vào một cái Quỳnh Nga muốn nói thế này, cách đây 6 năm thì Nhân cũng một cái cơ duyên của một cái anh làm báo ở tại Hoàng Văn Đức và đã mời Quỳnh Nga vào làm báo. Thì thực ra mà lúc đầu thì Quỳnh Nga cũng nghĩ là cũng ngại ngại, cũng không biết là sẽ bắt đầu là như thế nào. Nhưng cũng xin khoe với quý vị là cũng có một cái rất là may mắn Quỳnh Nga ấy. Tức là sau những cái vất vả của mình, sau những cái bươn trải của mình thì mới nhớ ra là mình có một bà chị gái. Và thưa quý vị là chị gái Lệ Hằng của Quỳnh Nga là một nhà báo nổi tiếng của tỉnh Hà Tây đang ngồi ở đây ạ. Và dịp Quỳnh Nga và xin canh các chị một tràng vỗ tay cho người chị của mình hôm nay đã hơn 70 tuổi. Nhưng mà là nhà báo kỳ cựu và chính chị đã thổi hồn cho Quỳnh Nga để thưa quý vị Quỳnh Nga đi làm báo hơn 6 năm tại Cộng hòa Liên bang Đức. Và chính cái trang báo đó đã là kết nối giữa cộng đồng với nhau. Hàng ngày gặp cộng đồng vì là Quỳnh Nga là một người đàn bà may mắn. May mắn ở cái điều là như thế này, sang Đức thì Quỳnh Nga phải làm những cái điều vất vả nhất, hòa đồng với những cộng đồng mà là những người vất vả nhất, khổ nhất tại Cộng hòa Liên bang Đức đã gặp rồi. Ngủ với nhau trên những cái tuyết cũng phải ngủ ở những cái nơi rất là vất vả. Và khi mà làm báo thì có cái rất may là bởi vì đã trở thành những người bạn của nhau từ rất lâu rồi. Đấy chính là một điều rất may để cho Quỳnh Nga bây giờ đi làm báo. Vâng. Và hình như tờ báo của chị có cái lượng truy cập rất lớn. Vâng, và thưa các quý vị, sau 4 năm làm báo và làm phó tổng biên tập cho một số báo tại Cộng hòa Bắc Đức thì Quỳnh Nga nghĩ rằng là mình bởi vì là không có mâu thuẫn gì hết, nhưng mà vì những trang báo đó cập nhật tin tức chậm hơn mình, đâm ra là Quỳnh Nga đã mạnh dạn liều lĩnh thì đúng hơn, vì nhiều người, những người thân yêu của Quỳnh Nga lo lắm, còn dám một người phụ nữ mà lại mở ra một trang báo lại còn tự nhiên lại xưng mình là tổng biên tập rồi các thứ thì không hiểu là cái trang báo đấy nó sẽ ra làm sao. Nhưng mà Quỳnh Nga rất mạnh dạn và khi lập lên trang báo là vietbao.de là năm đầu tiên khi mà thành lập một cái, Quỳnh Nga đã mời toàn bộ cộng đồng đến để dự một cái ngày là ra mắt trang Việt báo. Và thưa quý vị, sang đến năm đầu tiên và đến năm thứ hai thì bắt đầu là lượng truy cập đã rất rất đông rồi. Và năm đầu tiên Quỳnh Nga cũng tổ chức một bữa tiệc rất lớn tại Cộng hòa Liên bang Đức để tri ân mọi người và cũng là khoe với các anh chị, năm vừa rồi ngày 20/11 vừa là ngày sinh nhật của mình, Quỳnh Nga đã ra mắt 2 năm Việt báo với sự hiện diện của tất cả bà con cộng đồng tại Cộng hòa Liên bang Đức. Và thưa quý vị là theo như đánh giá của độc giả thì trang báo của Quỳnh Nga hiện nay là có 40% người Việt tại Việt Nam truy cập, có khoảng hơn 30% các người Việt ở Mỹ truy cập và còn lại là các nơi khác. Và trang báo hiện nay vietbao.de thì 100% người Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức đọc hàng ngày. Và thưa quý vị, thôi chúng ta xin tạm ngưng câu chuyện về cộng đồng người Việt chịu cái ảnh hưởng và yêu mến cái tờ báo của chị Quỳnh Nga ở đây để mời ra sân khấu một người nữ ca sĩ. Và chị sẽ nhắc lại những chi tiết thật đáng yêu đã trở thành những kỷ niệm không bao giờ phai trong thơ và trong nhạc. Xin mời quý vị cùng chúng tôi chào mừng nữ ca sĩ nghệ sĩ ưu tú Thanh Tâm với ca khúc Ngẫu Hứng Phố của nhạc sĩ Trần Tiến. Vâng, cho Quỳnh Nga nói thêm một chút là ca sĩ Thanh Tâm là người em, người đồng nghiệp của Quỳnh Nga và chị rất vui khi có em ở đây. Và chúng tôi đã cùng với nhau thành lập ra
ban nhạc, một nhóm nhạc Bông Cúc Vàng và đã đi biểu diễn khắp đất nước. Xin cảm ơn em. Vâng ạ, ngày hôm nay thì em là em út ở trong cái nhóm này. Em rất là vui và rất là hạnh phúc khi được đến chia sẻ với chị yêu Quỳnh Nga. Em chúc chị sẽ luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thật là nhiều, nhiều năng lượng hơn nữa cho công việc, cho cộng đồng người Việt của mình tại Đức. Và em chúc chị luôn luôn thành công. Em yêu chị. Thực ra em tặng chị bài hát này là vì có rất nhiều kỷ niệm về Hà Nội mà chị em mình đã từng trải qua với nhau. Vâng, xin mời chị sẽ nghe em hát tặng anh các chị. Hà Nội hồ Gươm bình siêu ngàn năm để lại vết vỡ những buồn. Hà Nội lòng tôi giấc mơ xa vời của người Thank you.
Nhưng vì Trường Bình Nga chỉ quên một điều rất quan trọng mà chỉ có người quên thì mới có thể tự nhớ ra để nói. Vâng, thưa mấy quý vị, để nói về trang Việt báo Snap của mình thì Bình Nga bây giờ mà cảm ơn tất cả các chị, từng người một thì không thể nói hết được. Nhưng mà trang Việt báo Snap thành công không những là được sự cổ vũ của tất cả các chị bà con, mà đặc biệt là của những phóng viên báo chí của các báo lớn. Em xin cảm ơn anh Xưa, anh Sơn, là giám đốc của Bộ Văn hóa và Truyền thông Quốc tế cũng có mặt ở đây. Em cảm ơn chị Trịnh Thị Mùi, giám đốc Trung tâm Thương mại Thái Bình Dương tại Berlin, và sự hiện diện của anh Thanh Bình từ Ba Lan đại diện cho báo Quê Việt. Và em cảm ơn báo Hà Nội Mới, báo VOV, cảm ơn Đài Hà Nội, cảm ơn báo chính phủ, và đặc biệt nữa là cảm ơn sự hiện diện của Thông tấn xã Việt Nam cũng có mặt ở đây. Xin là thưa các quý vị, Quỳnh Nga cũng muốn nói thêm một điều là ở cái trang Việt báo sẵn sàng nhận tất cả các cái thông tin của các anh các chị ở trong nước cũng như là ở cùng hoàn mất nước cũng như các nước châu Âu, để chúng ta kết nối với nhau, chúng ta thành một ngôi nhà chung. Và trang báo Việt báo .e thực sự là một sân chơi bổ ích, kết nối không những là kinh tế mà kết nối cả văn hóa giữa những người con xa xứ với quê hương. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, là để nói về cái kết nối của những người con xa xứ đối với quê hương thì tôi cũng muốn chị Quỳnh Nga chia sẻ với tất cả quý vị ở đây những cái hoạt động thiện nguyện mà Việt báo .e đã khơi nguồn trong cộng đồng và đã chuyển những cái sự đóng góp đó về quê hương như thế nào? Vâng, cũng thưa các quý vị, trên trang Việt báo của Quỳnh Nga thì bởi vì là thông tin rất nhanh, thân ra là bà con tất cả mọi người đều đọc hết, nên chính cái trang báo đó lại là một cái sự thiện nghiệm rất là tốt. Vì bản thân Quỳnh Nga thì thưa quý vị là bây giờ cũng không phải là mê tín gì cả, nhưng mà mình cũng theo Phật. Và tất cả mọi thông tin của trên Việt báo là về sức khỏe, về Phật pháp, về văn hóa, về kinh tế, về văn nghệ, về tất cả những thứ, và đặc biệt là bà con tại Hòa Lâm Bắc Đức nói riêng và xa xứ nói chung, thì khi mà nghe tin ở quê hương có một cái gì đó để bão lụt hoặc là cháy hoặc là một cái gì đó, thì là chúng tôi ở bên kia rất là buồn và đau đớn, và lập tức là kêu gọi tất cả cộng đồng coi như là chúng ta cùng hướng về quê hương. Và Việt báo chúng ta rất may mắn là đã làm được điều đó. Khi mà trang Việt báo đăng lên tin lên thì tất cả bà con cùng theo và Quỳnh Nga cũng theo. Chúng tôi cũng xin cảm ơn những cái sự giúp đỡ rất là hiệu quả và kịp thời mà Việt báo chúng ta đã khơi nguồn đối với cộng đồng kiều bào xa xứ, dành cho những biến cố xảy ra trên quê hương, mà trong đó thì còn rất nhiều người đã chịu những cái thảm họa và kém may mắn hơn chúng ta rất nhiều. Bây giờ thì cho phép chúng tôi được mời ra sân khấu một người bạn nữa của chị Quỳnh Nga, một người nữ ca sĩ đã bao nhiêu lâu nay chung thủy với những khúc tình ca tiền chiến, nữ ca sĩ Quỳnh Hoa. Chào em. Thưa chị Nga, thưa Nguyễn Chiến Thắng, xin kính chào tất cả các nhạc sĩ đang hát cho hôm nay. Hôm nay rất là chị Nga là chương trình trở về thì mà đòi đến đây, bởi vì chúng ta rất là đau đớn muốn được nghe những tác phẩm của chị, và từ rất nhiều lần rồi chưa có duyên được nghe, hôm nay rất là ấn tượng. Và đặc biệt với tấm lòng yêu quý của người em dành cho chị, chúc chị ngày càng xinh đẹp, ngày càng sức khỏe, và những việc thiện nguyện tâm huyết trong lòng chị thì ngày càng được nhân rộng ra mãi, và tình yêu tỏa sáng tất cả mọi người. Xin cảm ơn em. Tiếp là tình nga chúc cầu đỏ các đạo thật rực rỡ. Em chỉ có hơn một đỏ thắm, và chúc cho cái gì đỏ thắm ở trái tim luôn luôn đập
Cảm ơn Bình Hoa. Và thưa quý vị, cho Bình Hoa chỉ khoe nhẹ một chút thôi là từ cái thời mà Bình Hoa còn rất là trẻ, còn rất là bé thì vâng, thì nếu mà các chị đã theo dõi ở trên màn hình thì có một cái bài hát mà hai chị em hát chung với nhau, Thu Đài của Việt Nam sau đó là Thu Hình, là bài Khi Trở Lại Cao Bằng Con Đường Sáng Mai Lắm. Tiếng chim hót trên cao, chim rừng là yên vắng. Đấy là bài hát hai chị em đã được phát trên vô tuyến từ năm xưa. Thì cảm ơn 35 rồi ạ. Bài hát Bóng Chiều Xưa của sáng tác của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước. Thank you.
Thưa quý vị, bây giờ thì cho phép chúng tôi được mời ra sân khấu một nữ ca sĩ. Và chị cho đến ngày hôm nay, chị vẫn là nghệ sĩ nhân dân trẻ nhất trong số tất cả những nghệ sĩ được phong tặng và danh hiệu nghệ sĩ nhân dân của nhà nước. Và xin mời quý vị cùng chúng tôi sẽ cùng chia sẻ những đêm hát của chị ở Việt Nam cũng như ở Cộng hòa Liên bang Đức. Xin quý vị cùng chúng tôi chào đón nữ ca sĩ nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo. Xin cảm ơn những lời có em, cánh của không phải có cánh chị ơi, cái đó là sự thật. Và em biết rằng là khi mà chị qua Đức á, chị được mọi người thương quý nhiều lắm. Và chị Quỳnh Nga thì nói với em rằng là mỗi lần mà Thái Bảo sang Đức hát là mọi người yêu cầu hát lại rất nhiều. Thế thì hôm nay em mời chị sẽ hát cái bài mà em biết là có thể chị cũng không phải là người hát dân gian nhiều đâu, nhưng bài hát này nó mang cái màu sắc dân gian và được chị hát một cách lạ hơn so với những người khác và khiến cho mọi người rất thú vị, nhất là khán giả kiều bào ở Đức. Chắc là quý vị sẽ có những trải nghiệm thú vị khi nghe chị Thái Bảo hát Đừng Ví Em Là Biệt. Xin cảm ơn Thắng. Thái Bảo xin gửi tới quý vị lời chào trân trọng và thân thương nhất. Hôm nay thực sự là Thái Bảo cũng rất là cảm động được chị Nga mời đến đây để dự cái cuộc chia vui này. Xin mời chị Nga ra đây đi em. Em rất là yêu chị và cũng rất là phục chị nữa. Bởi vì sao? Chị là người mà rất là năng động, kể cả về Việt Nam và lẫn ở nước Đức. Khi mà em sang Đức, em thấy chị là người rất chịu khó tham gia các buổi biểu diễn và tham gia sáng tác các cái bài hát và tham gia các cái cuộc, cái sự kiện rất lớn ở người Việt ở nước Đức. Nên là khi mà em sang đi biểu diễn, em nhìn thấy chị năng động, chị chạy đi chạy lại, rồi chị chạy làm các chương trình, làm báo, viết báo, rồi là chạy các chương trình biểu diễn, cho nên em rất là phục chị và rất là nể và rất là tôn trọng. Và cái đấy là cái tình cảm mà em nghĩ là không phải riêng em, mà những người Việt, những người nghệ sĩ như chúng em sang bên đấy nhìn thấy chị Nga như thế, bọn em rất là phục và rất là yêu chị, rất là quý mến chị. Hôm nay thì trong không khí này ấm áp như thế này, em cũng muốn mà hát tặng chị và muốn hát tặng mọi người một bài hát như là Chiến Thắng đã nói, Đừng Ví Em Là Biển. Và em xin chúc chị mãi mãi xinh đẹp như thế này, mãi mãi khỏe mạnh, mãi mãi năng động và mãi mãi sáng tác những bài hát thật hay. Và thưa quý vị và Quỳnh Nga cũng yêu các nghệ sĩ và cảm ơn các nghệ sĩ lúc nào cũng ở bên Quỳnh Nga. Cảm ơn các em. Suốt một đời không thể bên bờ nào.
Cái tình cảm gia đình nó cũng len vào trong tất cả mọi hoạt động của con người. Và nếu như Cúc Xuân Thuận
đã trở thành một ca sĩ thì có lẽ là bạn ấy cũng đã hưởng cái gen nghệ thuật của cả dòng họ, có phải không? Xin mời em đưa lên. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Chiến Thắng rất nhiều. Kính thưa các cô, các chú, trong một buổi tối vô cùng ấm cúng và ý nghĩa ngày hôm nay của cô Quỳnh Hoa, được cô chia sẻ là cô đã xa Việt Nam 25 năm rồi và những kỷ niệm về quê hương, về đất nước, đặc biệt là về những người thân yêu, các cô, các chú có mặt trong buổi tối ngày hôm nay là một món quà tri ân những tình cảm mà cô Nga luôn luôn trân quý và mang theo suốt cuộc đời, và một nhạc phẩm cũng rất vô cùng ý nghĩa của nhạc sĩ Phó Đức Phương viết về Hà Nội, ca khúc Một Thoáng Tây Hồ xin gửi tới ngay sau đây.
vườn đầy bóng sương buồn thu thao buồn đầy đi tạm kia chúc bạch hồn sống trong phong lụa xưa đó đã xa rồi xa mãi.
chúng tôi xin kính mời đạo diễn nhà báo Nguyễn Trường Sơn, giám đốc trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế Bộ Thông tin và Truyền thông, tổng biên tập tạp chí Tiếp thị và Gia đình, tổng biên tập trang tin Việt Báo .vn. Xin mời anh có đôi lời phát biểu cùng với quý vị của tòa đêm nay. Kính thưa tất cả quý vị, trước hết là xin mời nhà báo ca sĩ Bình Nga lên sân khấu. Tôi có một cái duyên rất là may được gặp Bình Nga ở bên Đức, và tôi rất là chia sẻ với lời nói của ca sĩ Thái Bảo là khi gặp Bình Nga bên Đức thì thấy con người rất là nhiệt huyết và rất là năng động làm việc cho kiều bào. Cái nghề của tôi thì là được giao nhiệm vụ là làm mang quảng bá hình ảnh nước con người Việt Nam ra nước ngoài, và đặc biệt là đối với kiều bào để gợi nhớ lại nỗi nhớ quê hương và đóng góp về cho quê hương. Thì tôi thấy rằng là Quỳnh Nga là một trong những người đại diện cho kiều bào rất nhớ về quê hương, rất nhớ về cội nguồn. Chúng ta đều biết là kỷ niệm không là gì khi thời gian cuộc xóa, nhưng mà là tất cả cái lòng ta còn đi. Quỳnh Nga ra đi nhưng lúc nào cũng đau đớn về đất nước, về cuộc sống của mình, và luôn luôn được chia sẻ. Và đối với tôi thì những con người như Quỳnh Nga là bọn tôi rất là trân trọng. Thì hôm nay tôi phát biểu đây với các như là đồng nghiệp, thì tôi là phụ trách trang Việt Báo, thì không ngờ bên kia thì Nga cũng là phụ trách trang Việt Báo cho VUDE, còn bên tôi là Việt Báo cho VN. Tôi rất mong là chúng tôi phát biểu từ đồng nghiệp đây là hết, là hôm nay là Quỳnh Nga về đây lần thứ hai được nghe, và chúc cho Quỳnh Nga là vẫn mãi mãi năng động như vậy. Và hy vọng rằng Quỳnh Nga sẽ giúp cho kiều bào ở Đức và các cộng đồng châu Âu luôn luôn nhớ về quê hương của mình, mang tiếng hát của mình đúng không, để cho quê hương của mình, còn những người Việt Nam chúng ta ở đây luôn luôn là chào đón kiều bào và mang những tinh thần đóng góp về cho đất nước. Còn tôi rất là cảm động hôm nay và buổi hôm nay xin lần nữa, tôi xin được một người vỗ tay lần nữa để chúc mừng Quỳnh Nga, một người con của Việt Nam, của nước ngoài luôn luôn hướng về Tổ quốc. Xin một tràng vỗ tay. Xin chào tất cả quý vị. Quỳnh Nga có thể nói là sau cái chơi bơi thì bây giờ mình là một người đàn bà hạnh phúc, có thể nói là một trong những người đàn bà hạnh phúc nhất thế giới. Bởi vì là Quỳnh Nga được mọi người yêu quý lắm, từ các thế hệ rất là yêu quý. Và một điều đặc biệt nữa là lần nào trở về thì cũng được là gia đình bên nội của cháu Quỳnh ạ. Thì em cũng xin một lần là không phải là một lần cảm ơn, nhưng mà từ trong trái tim là rất là ghi nhận một cái điều là một người phụ nữ mà đã do số phận thôi đã chia tay với cả gia đình nhà chồng từ mấy chục năm rồi, nhưng bây giờ về vẫn tất cả gia đình con cháu vẫn đón nhận và hiện diện ở đây hàng mấy chục người. Cho nên là Quỳnh Nga rất là cảm ơn, em cảm ơn cả nhà. Vâng, và một điều nữa là cũng là thật là hiếm có một cái người đàn bà nào mà được sung sướng như Quỳnh Nga là ở đây. Quỳnh Nga thấy là ở bên Đức thì rất là thèm có những cái máy quay camera như thế này. Ở đây Quỳnh Nga thấy là mấy hãng truyền hình đã đến đã quay cho Quỳnh Nga, như là đài Hà Nội. Thì cũng là cái cơ duyên là cứ về gặp một cái là các bạn ấy, mình phải nói là tức là như là hai cái cục nam châm ấy lao đến với nhau và kết nối để cho Quỳnh Nga là được càng tốt. Thì cũng thưa với các anh chị là cũng chẳng có một cái người phụ nữ nào mà dám ra một tờ báo mà chỉ có một mình Quỳnh Nga làm thôi. Làm từ A đến Z, chúng ta thấy ở đây là các chị rất là sung sướng, là có một ban biên tập, có người sửa bài, có người quay phim, có người làm hết. Nhưng mà thực ra mà nói Quỳnh Nga cũng do quá đam mê, đâm ra là vào nhiều lĩnh vực quá và cũng rất là may mắn, thật độ cho là đã rất là thành công. Phải nói là thành công bởi vì hiện nay là Quỳnh Nga không những là làm tổng biên tập cho trang báo của mình, cứ gọi là tổng biên tập thôi, nhưng chính ra là báo có một mình thì cũng cứ phong như thế thôi, nhưng mà cũng được mọi người gọi là nhà báo, gọi là nhà thơ, rồi nhà rất là nhiều nhà. Thế nhưng mà Quỳnh Nga cũng phải cảm ơn là đấy là chỉ là một cái rất là bình thường thôi, ai cũng có thể làm được. Quỳnh Nga thấy là mình là người may mắn thì đúng hơn, bởi vì là hiện nay Quỳnh Nga còn làm cho đài truyền hình Việt Nam, tức là cộng tác viên ký hợp đồng cho VTC10 Net Việt. Và thưa quý vị là chúng ta xem ở trên kênh truyền hình vào lúc 20:45 ở Việt Nam
thì có rất nhiều tin Quỳnh Nga quay về cộng đồng Giải Phóng Hóa Bắc Đức gửi về, và cũng chỉ một mình thôi. Đến các sự kiện, một máy ảnh, một máy camera, một máy điện thoại, vừa MC, vừa ca sĩ, vừa làm tất từ A đến Z. Xong về nhà tự viết bài, tự đăng ảnh, tự đăng bài và gửi về Việt Nam, một người. Không có ai giúp em cả, bởi vì là thưa các anh chị cũng phải hiểu được rằng ở bên Đức thì mọi người hoặc là tất cả châu Âu thế thôi, ai cũng đam mê, ai vất vả, có rất nhiều người giỏi hơn Quỳnh Nga. Nhưng mà chắc là chưa đủ đam mê để hát tất cả mọi cái công việc của mình đi. Vì thưa quý vị là cái đồng oi ở bên Đức là rất là giá trị. Nhưng mà cho đến phút này là sau những cái vất vả, Quỳnh Nga đã từng qua rất nhiều nghề để hội nhập. Giò, chả, bánh chưng, cắt tóc, làm đầu, làm quán, làm thợ may và có thương hiệu là Tết này. Nếu các anh chị theo dõi ở trên Việt Báo Sơn Le thì sẽ thấy là Quỳnh Nga sẽ tại Berlin có một ngôi chùa mà Quỳnh Nga rất là yêu quý, đó là ngôi chùa trên mảnh đất của bà chị Thị Mùi cũng ngồi ở đây. Quỳnh Nga gọi là chị Mùi thôi vì hai chị em cũng rất là thân thiết. Một người phụ nữ rất là giỏi cũng ngồi ở đây, đó là chị Thị Mùi, cũng là chị đã xây dựng những ngôi chùa đó. Và chính cũng là cái ngôi chùa mà hàng Tết Quỳnh Nga đến đó gói bánh chưng. Tết nào Tết này cũng sẽ gói hàng nghìn bánh. Và thưa quý vị là do vất vả thôi, chăm hay không bằng tay quen, mà do vất vả Quỳnh Nga gói chỉ một lá cũng được một chiếc bánh chưng. Và một phút một chiếc bánh chưng, không nói sai một tí là hết, mà 1.000 cái như nhau cả 1.000. Và phạt đồ cho không biết mệt. Thật sự ra nó nói thì nó buồn cười, mọi người bảo chả có ai ngồi 2 ngày liền gói hàng nghìn cái bánh thì không ai gói cả. Nhưng Quỳnh Nga vừa cười vừa gói mà không biết mệt cơ. Về nhà thì vẫn làm báo. Đêm đến các anh các chị thấy là không bao giờ thấy đèn ở Việt Nam. Các anh các chị đi ngủ thì Quỳnh Nga vẫn mở đèn. Thế khi các anh các chị tỉnh dậy rồi đèn Quỳnh Nga vẫn sáng. Bảo chị không ngủ á, nhưng đúng là không ngủ thật, ngủ rất là ít. Nhưng mà thực ra mà nói lại một lần nữa nói rằng đó là Phật độ Quỳnh Nga con Phật. Mẹ của Quỳnh Nga năm nay là 94 tuổi rồi, nhưng mẹ rất khỏe và mẹ đã truyền cho Quỳnh Nga rất là nhiều lửa. Mẹ đã dạy Quỳnh Nga rất là nhiều điều đức độ và không tức là đấy là theo lời mẹ. Mẹ nói rằng là kinh tế thì có thể làm được rất nhiều thứ, nhưng mà không có kinh tế cũng chả sao cả, con cứ vô tư đi, mất thì thôi cứ tươi cười. Và thật sự mà nói, bây giờ Quỳnh Nga cũng nói bên là trước các truyền thông, Quỳnh Nga nói rằng Việt Báo .de sẵn sàng quảng cáo, viết tin, viết bài cho toàn thể cộng đồng, không những là Việt Nam, không những là cộng đồng Đức mà cả thế giới cũng được. Các anh chị cứ gửi tin, gửi bài đến em đăng, và Quỳnh Nga đăng là nhiều người đọc, nhiều người đọc là chúng ta làm giàu cho quê hương, làm giàu cho từng gia đình một, đấy là chúng ta đã. Vâng, và một lần nữa xin cảm ơn sự hiện diện của tất cả các anh chị ở đây, và xin mời tất cả nhóm nhạc sĩ chúng ta hãy lên sân khấu chung vui với Quỳnh Nga trong một bài hát mà Quỳnh Nga nghĩ rằng các anh chị ở đây ai cũng thuộc và cùng hát chung với nhau, bài hát Nhạc Rừng của nhạc sĩ Hoàng Việt. Thank you.
dừng với phần hợp ca của tất cả các nghệ sĩ ở đêm nay đã khép lại đêm trở về 16 của nhạc sĩ nhà báo Phạm Quỳnh Nga. Lời cuối cùng thì chúng tôi xin được dành cho chị Quỳnh Nga. Vâng, Quỳnh Nga chỉ nói rằng giây phút này Quỳnh Nga là người đàn bà hạnh phúc, và xin cảm ơn tất cả sự hiện diện của các anh chị, và hãy ủng hộ cho em, hãy cầu cho em để cho có sức khỏe để làm được việc tốt cho cộng đồng. Xin cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ thì tôi xin được kính chào tạm biệt. Vâng, xin mấy các chị ở làng chúng ta chụp ảnh chung với nhau nước một lúc nữa rồi chúng ta về. Xin các chị ngồi làng bật đèn vẫn chưa đây nào, và một lần nữa.